không có đủ mẹ cái lô gì hết rồi đây. Vậy thế mới nói là ăn luôn clip counter của luôn FPU thì phải có nó đại như thế làm sao bắn được chúng. Đánh đừng có kiểu cầu toàn quá, đánh zombie đừng có cầu toàn quá, cầu toàn đó là lũng kèo đấy. Đánh biết mình hơn đam nó là mẹ lao lên chơi giúp mẹ luôn, giúp đỡ cái luồng giúp. Nó yên được hết à. Tụi mẹ vô nay đi rừng, bọn này nó hết mẹ tướng đi rừng rồi. Tướng đi lên thì nó dắt đi rừng, tướng đi rừng nó dắt đi lên. Morgana nó xuống bot đó nha, Morgana nó xuống bot đó nha. Nó luôn slash out game mẹ nó mất tiêu rồi. Có mà này được rồi. Mình bị không thương chăm được. Con này nó khó chịu lắm, lo lo nó xỉa 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 quá. Nó luôn nó bị màng, bị gì đó. Đây, con không xỉa đâu hơn hai tôi bắn thôi. Hình như có một Morgana rồi bắn này. Nó áp ca nãy giờ cũng được nên nó uống được cho gắt. Mua cho nhiều slot thì có phải thế gì đó. Cái này nó tương tự như cái đất của lồn Samira. Đây này, đây solo này. Điệp mẹ hai thằng chết xong cuối cùng đéo con lùn nào đánh hết bị lùn nè. Điệp mẹ hết cái lòng đi, coi thử hết cái hồng, coi thử ăn luôn không, hết cái lòng cái bỏ chạy liền đúng không, rét mẹ mấy con lính thế này mà mình cay mấy lùn lính, tim mình phải lùn mấy lùn lính nó khó ở lắm. Nó đang bắn lùn kia, nó thấy nó đang bắn lùn này, nó thấy lùn kia gần chết, nó bắn lùn kia, nó quay qua nó bắn lùn kia, nó lát hết lính nó ghê chứ mẹ, chơi đánh mấy lùn lính. Đứng gì đó nhá, đừng có chạy vào, đừng có chạy vào nhá. Bắn hết rồi, giết được thằng nào không? Giết đường thằng đúng không? Giết đường thằng, một thằng đường chết. Ông ăn hai mà, cái này bắn không quên trúng thằng yêu. Bắn xuống ở dưới đấy mà, bắn xuống ở dưới đấy mà. Ăn đường thằng, có thêm thằng đường chết nữa thì phải. Trong ở trên này solo kill giết được con này nữa là slash AFK ra vô liên tục mẹ mà đếm rồi xong con slash 24 lính có thể đấm được con lồn đấy. Có thể đấm được con lồn chó gắt 70 lính. Ủa thì mẹ sao nó vô lý dữ vậy. Rồi luôn mà lại bị ao lấy cái được. Chìm hơn mà sao trình nó to mà nó farm được có 20 mấy con lính vậy? À, tay nó to nhưng mà sao nó farm được 20 mấy con lính? Rất là ý luôn. Con chó gái xuống được thì tạm biệt, tuyệt vời. Kiểu thanh niên chơi mạng mày không có ổn khổ nhỉ? Mẹ luôn, Morgana này. Láo đánh nó có mấy cái chết chứ mấy mà láo vậy luôn rồi. Thằng người thằng mình dầm được em ơi. Nó quăng quăng luôn em mất mẹ chủ trên top rồi. Thôi rồi.
Mẹ thằng này đúng kiểu tư tưởng lớn gặp nhau ấy nhờ. Đúng rồi, không để lỗi tôi. Hồn thấy đâu rồi nhá. Mẹ nó vẫn còn đứng ở bên này. Chữ tiền lại đây đây. Không mấy mà khó quá thì. Ủa bạn nữ kia mà cũng xem stream của Sơn thì chắc không có chơi game nhờ. Đúng rồi. Thế đủ người ta chơi game ấy. À. Bà mẹ nó. Cái thằng luồng này. Cái chí không? Ủa vẫn chết hả? Chết chứ chẳng lại sống. Ai đây nó khỏe quá ông ơi. Đến đánh đốt cái quả game này. Mẹ đi đi đi. Nó đánh đồ đi, nó bóng được kìa mẹ đi. Rồi con sức dạng mình đâu rồi nhờ. Chạy lên top rồi. Mẹ luôn nó bựa mẹ sức dạng mình rồi. Chưa có xin giáp đéo bắn luôn là được. À không mấy cái này mình lên xin giáp chứ thôi, lên team mát chứ còn mẹ nhờ. Đúng cái đầu nó đánh xe lát rồi. Tí đúng đầu mình nó lôi. Không từng đánh con chó gác, đánh chó gác bao giờ cho chết không mà lỡ đánh nó đánh chút khỏe đi. Calista khỏe nha. Trời đứng ngay trong người hả? Mẹ rồng một tiêu. Mẹ nó mình lấy cái giảm giá mình bắn đi luôn kia đã. Đủ mẹ không được cái nấm đầu tôi không lôi leo. Ô rờ lên là bị mẹ luôn đấy. Thả nhiều hết, thả nhiều hết. Rơ 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 rơ. Có khi một tí mình đội qua cái củ luôn, bắn nó vào máu nhỉ. Ra ra bắn vẫn vào máu bình thường để lấy nốt cái củ một phần bắn. Ui cái đủ mẹ cái lô gì vậy trời vậy. Ông ơi, nó đến hồi máu rồi ông ơi. Vậy thế mới nói là luôn Calix counter luôn FW thì phải có nó nhảy như thế, làm sao bắn cho chúng. Ông ơi cứu nó nè ông. Mẹ
Yona không làm được gì, Caitlyn không làm được gì, luôn Slash nếu làm được gì có một mình chơi luôn. Mình làm được cái gì đó thì win, mình không làm được cái gì đó thì thua.